Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 1 của trang web olm.vn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề cơ thể tôi. My body. Với bài học đầu tiên, language. Trong một tiết học thể dục ngoài trời, các bạn học sinh đang rất háo hức với bài học. Cô giáo đang hướng dẫn các bạn động tác khởi động. Ôi, các con hãy nhìn bạn học sinh nam này, bạn ấy đang tập động tác khác với các bạn trong lớp. Tay phải của bạn ấy đang chạm lên bộ phận nào vậy các con? Đúng rồi, và chúng ta có từ cánh tay trong tiếng Anh là arm. Nhắc lại theo cô nhé. Arm. Arm. Ồ, bạn học sinh nam đã nhận ra mình tập chưa đúng và kịp thời sửa lại động tác rồi. Tiết học lại tiếp tục. Cô giáo vẫn đang hướng dẫn các bạn học sinh những động tác thể dục. Các con hãy quan sát tay trái của các bạn học sinh đang chạm lên bộ phận nào vậy nhỉ? Chính xác, đầu là head. Đọc lại cùng cô nào. Head. Head. Các con hãy trả lời câu hỏi sau giúp cô nhé. Sau khi khởi động xong, không biết bây giờ các bạn học sinh sẽ được học động tác gì nhỉ? Ôi, lại một bạn học sinh nam thực hiện nhầm động tác rồi. Các con quan sát giúp cô, tay phải của bạn đang chạm vào bộ phận nào vậy nhỉ? Đúng rồi, bạn đang chạm vào chân. Leg. Hãy nhắc lại nhé. Leg. Leg. Như vậy, sau khi quan sát tiết học thể dục, các con đã biết được 3 bộ phận trên cơ thể, đó là gì? Các con nhớ bài tốt lắm! Trước khi tiết học thể dục kết thúc, cô giáo đang ôn lại toàn bộ động tác đã học. Các con hãy lắng nghe cô giáo thể dục nói gì nhé! Touch your head. Touch your head. Touch your head. À, cô giáo đã nói touch your head. Có nghĩa là chạm vào đầu của con đi. Cô giới thiệu với các con mẫu câu touch your. Trong chỗ trống, các con hãy điền từ chỉ bộ phận cơ thể chúng mình vừa học vào nhé. Ví dụ, nếu cô muốn con chạm vào chân, cô sẽ nói touch your leg. Nhắc lại cùng cô nào. Touch your leg. Touch your leg. Tương tự như vậy, hãy nói cho cô câu chạm vào cánh tay của bạn đi. Rất đúng. Touch your arm. Touch your arm. Touch your arm. Trước khi tiếp tục, các con hãy thử sức với các câu hỏi sau nhé. Cô chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng. Để ôn lại từ và mẫu câu vừa học, các con hãy cùng cô hát và tập các động tác theo bài hát sau nhé. Touch your head, head, head. Touch your arm, arm, arm. Touch your leg, leg, leg. Leg, arm, head, head, head. Good job! Các con làm tốt lắm, chúng ta hát lại một lần nữa nhé. Touch your head, head, head. Touch your arm, arm, arm. Touch your leg, leg, leg. Leg, arm, head, head, head. Well done! Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của trang web olm.vn.